Cháu xin kính chào cả nhà. Đặc biệt là cháu xin cảm ơn cả nhà đã có mặt ở đây, nhất là ban tổ chức đã vất vả để lo cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay. Con xin lúc nãy anh Duy và chị Hân nói rằng là con phát biểu về sự thật, về tình yêu, về tình người, về gì gì. Con xin thưa là con cố gắng như vậy, luôn luôn cố gắng nói về sự thật, nói về tình yêu, nói về tình người, nói về cái tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc, nói về tình yêu của nhân loại này, nói về tình yêu của con người, nói về tình yêu của Chúa Trời. Đấy là bổn phận của con. Thứ nhất là nói thật, con 8 tuổi, con tuổi cháu của phần lớn các bác ngồi đây, cũng như các bác thấy, biết sự thật là nguy hiểm. Ai cũng thích sự thật, chả ai thích dối trá cả. Nhưng mình càng sống ở đời, mình càng thấy một điều, biết sự thật là nguy hiểm. Có khi chỉ mới biết sự thật thôi mà đã mất mạng rồi. Có đúng không các bác? Rồi thêm một bước, tìm kiếm sự thật nguy hiểm hơn nữa. Người nào mà dám dấn thân tìm kiếm sự thật thì nguy hiểm hơn là biết sự thật. Rồi tìm kiếm sự thật rồi mà người nào dám nói ra sự thật thì lại còn nguy hiểm hơn một cấp nữa. Giờ này không biết bao nhiêu người vì nói sự thật mà mất mạng. Nếu không mất mạng cũng mất chức mất quyền. Nếu không mất chức mất quyền thì tối thiểu cũng mất lòng. Cho nói sự thật nó nguy hiểm các bạn, ít nhất cũng mất lòng. Rồi thêm một bước nữa là ai mà biết sự thật, ai mà dám gọi là đấu tranh để sống theo sự thật thì cái đó là nguy hiểm nhất. Và đấy là cái nguy hiểm nó đang phủ khắp thế giới này, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Việt Nam cộng sản xây dựng xã hội dựa trên bạo lực và dối trá. Cái nền chuyên chính của cộng sản nó dựa trên bạo lực và dối trá. Cộng sản theo chủ trương là mục đích biện minh phương tiện, và phương tiện của họ là bạo lực và tuyên truyền dối trá. Ai sống trong chế độ cộng sản thì thấy vậy. Và họ dối trá vô cùng, đảo điên vô cùng, trắng trợn vô cùng, cháo trở vô cùng, quỳ quái vô cùng. Nghĩa là đối với cộng sản thì mình không thể tin được. Tin nó không phải chỉ là mất linh hồn và xác. Tin nó không phải chỉ là mất thóc giống như tổ tiên mình nói. Tin cộng sản là mất linh hồn và xác luôn. Có một linh mục dòng Chúa Cứu Thế làm thơ con cóc nói vui thế này: này em ơi, bồ câu trắng hiện của anh, em đừng nghe những lời ngon ngọt của loài mãng xà rắn độc, kẻo mau chóng em trở thành bồ câu đen bị áp chảo chiên bơ. Các bác thấy những cô gái đơn sơ không, những cô gái đạo hạnh thánh thiện không, nhưng mà như bồ câu trắng đấy, nhưng mà đơn sơ, ngây thơ, mà nghe theo những lời ngon ngọt của loài mãng xà rắn độc, của những phường sở khanh, làm mau chóng trở thành bồ câu đen bị áp chảo chiên bơ. Nhưng mà đấy là chuyện của một cô gái, một chàng trai không quan trọng. Cái chuyện quan trọng, chúng ta đây là người Việt, bản chất người Việt mình là rất là nhân nghĩa, rất là hiền hòa. Nhưng mà nếu chúng ta nghe theo cộng sản và đi theo cộng sản và hành động theo đường lối cộng sản, nếu mình nghe theo cộng sản và đi theo nó là cho nói mình đang trở thành bộ, mình đang là bồ câu trắng mà trở thành bồ câu đen bị áp chảo chiên bơ ngay thôi các bạn. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy từ xưa đến bây giờ, kinh nghiệm lịch sử thực tiễn cho thấy từ xưa đến giờ, ai đi theo cộng sản, ai đi theo cộng sản, dù có làm đến cán bộ to của cộng sản đấy nữa, dù có làm đến lãnh đạo của cộng sản đấy chăng nữa, sớm muộn, không cách này thì cách khác, cũng trở thành bồ câu đen bị áp chảo chiên bơ. Cho đừng bao giờ các bác nghe cộng sản cả. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói nhiều câu rất hay,
Người ta chê Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhiều điều chứ. Cháu so sánh với những lãnh tụ cộng sản ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. Cháu nói những lãnh tụ của Cộng sản bây giờ, từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng hiện nay á, không đáng sách xếp trong Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa đâu không? Không đáng sách xếp trong Nguyễn Văn Thiệu, chứ đừng nói rằng là ông Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cháu không nói chuyện lãnh đạo, chưa nói chuyện lãnh đạo quốc gia. Cháu chưa nói chuyện lãnh đạo quốc gia, cháu chỉ nói chuyện ăn nói, chuyện ứng xử. Chuyện ứng xử với các nước chung quanh thôi. Làm gì mà các lãnh tụ cộng sản như Hồ Chí Minh ngày xưa cho đến Nguyễn Phú Trọng bây giờ dám ăn nói trước quan thầy Trung Quốc giống như ông Diệp nói với Mỹ, giống như ông Thiệu nói với Mỹ. Làm gì nó có không? Mà mấy lãnh tụ cộng sản nó nhất là như Nguyễn Phú Trọng bây giờ, hay trước đó là Nông Đức Mạnh, hay trước đó là Đỗ Mười, Phường Hoàng Lợi, tất cả những ông vị đó, hoặc là Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng bây giờ, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng trước đây, những lãnh tụ cộng sản đó làm gì mà có thể phát biểu mạch lạc đâu ra đấy, ăn nói gãy gọt đâu ra đấy, mà nói tiếng Anh tiếng Pháp ngon lành như ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Các bác bây giờ xem các cái video Thiệu người ta phổ biến trên Internet, các bác thấy không? Cháu này gần đây cháu nghe các biết cháu bảo phục thật, phục thật. Cứ bảo là các lãnh tụ của Việt Nam Cộng Hòa là những người xuất thân từ bên quân sự, không có được học hỏi nhiều, không phải là những minh quân ấy. Vậy dù chưa phải là những minh quân, nhưng bên dưới họ dùng cái tầng lớp chuyên gia, họ dùng những người có học ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức về để lãnh đạo quốc gia rất tốt. Nhưng dù họ không phải là những người được học hành như những cái như những cộng tác viên trong chính phủ của họ, trong bộ máy chính quyền của họ, nhưng mà cháu nghe thấy những ông đó ăn nói phát biểu và giao tiếp với ngoại quốc, cháu thấy rất có bản lĩnh, rất có bản lĩnh. Cháu mới kính phục vậy. Đây đang nói chuyện ông Thiệu đã giải lòng, trở lại ông Thiệu đó. Ông nói làm sao? Ông ấy nói một câu mà cháu thấy là chân lý. Là chân lý là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hay xem những việc Cộng sản làm. Cứ xem những việc Cộng sản làm đó. Cứ xem những việc Cộng sản làm thì mình biết một điều: đừng bao giờ tin những lời Cộng sản. Đừng bao giờ tin những lời Cộng sản. Và Cộng sản theo như cháu, cháu luôn luôn nói đi nói lại ở bất cứ cộng đoàn nào cháu gặp. Cháu bảo kinh nghiệm của cháu, cháu sinh ra dưới chế độ Cộng sản, lớn lên dưới chế độ Cộng sản, ăn học trong chế độ Cộng sản. Và cháu nghiệm ra một điều: Chúa cho cháu cái trí khôn để suy nghĩ, cho con mắt để thấy, cho cái tai để lắng nghe. Thì cháu nghe, cháu nhìn, cháu thấy, cháu suy nghĩ từ những điều mình học, rồi mình đối chiếu với cái thực tế cuộc sống, mình thấy một điều: Cộng sản, nói về Công giáo cháu hay nói, Cộng sản đúng là loài ma quỷ, Cộng sản đúng là loài quỷ dữ, Cộng sản đúng là loài quỷ đỏ, Cộng sản đúng là cái tai họa khốn nạn nhất trên thế gian này. Cộng sản nó nói nhẹ như Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ Phật giáo nói, Cộng sản nó là loài trùng độc, nó sinh ra trên những rác rưởi của chiến tranh. Và Cộng sản nó đáng chết đi trong sự khinh bỉ của nhân loại. Phải thế không? Cháu thấy Cộng sản, cháu thấy Cộng sản nó là loài quỷ độc. Cộng sản nó là một cơ chế tội ác. Cộng sản nó là cơ chế tội ác. Cộng sản nó là cơ chế tội ác có tính cách quốc gia, có tính cách toàn cầu. Và từ xưa đến nay không có một cái thế lực nào nó độc ác cho bằng Cộng sản, nó thâm độc cho bằng Cộng sản, nó dã man cho bằng Cộng sản, nó đều cán cho bằng Cộng sản, nó lật lọng cháo trở cho bằng Cộng sản, và nó kiểm soát xã hội một cách toàn diện khủng khiếp cho bằng Cộng sản, và nó tẩy não con người, và nó biến cho con người ta không còn được sống như cái tư cách là con người bình thường nữa. Cháu sống ở Việt Nam cho thấy hầu hết người dân Việt Nam họ không còn sống được như là một con người bình thường. Hầu hết con người Việt Nam họ không được sống cái quyền con người, họ không được sống như là một con người giữa thế gian với tất cả những cái quyền con người mà tạo hóa ban cho họ. Họ không được sống với cái quyền đó, và khi không được sống với quyền đó, họ sống dưới cái chế độ Cộng sản toàn trị. Nó bịt mắt bịt tai bịt miệng, trói chân trói tay mà móc túi. Nó vậy đó, nó không nặng rồi. Cháu sống trong chế độ Cộng sản, tôi thấy một điều: tất cả những gì Cộng sản làm đối với dân với nước mình là gì? Là bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, trói chân, trói tay mình. Nhưng mà nó lại luôn luôn móc túi mình bác.
khốn nạn, cho rất là phẫn uất khi thấy những cảnh đó. Tất cả những gì cộng sản làm là như vậy. Cho nên cái cộng sản nó rất là độc ác và rất khủng khiếp. Không có một cái thế lực nào mà nó khủng khiếp cho bằng cộng sản. Cho nên cháu không có ngạc nhiên khi mà Liên minh châu Âu họ bỏ phiếu, họ ra nghị quyết kết án chế độ cộng sản và coi đó là cái tai họa của cái thế giới này. Cái đấy nhân tiện nói về cộng sản, tôi nói nó là một cái tập đoàn tội ác mà nó ác lắm. Nó khiến cho con người ta không được trở thành người bình thường. Cái con người sống trong chế độ cộng sản không, người ta không sống được, không có cơ may sống như là một con người bình thường. Và bởi vậy cho nên người ta cũng không là một con người bình thường. Cho nên dù cháu sống trong cái chế độ đó, nhờ ơn Chúa bảo vệ cháu, nhờ cháu phản tỉnh, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cháu sống đúng với tư cách con người, thì cháu lại trở thành người như là người rất lạ trong mắt họ. Nó buồn cháu. Mà cháu thương họ, cháu giao tiếp với người Việt Nam, cháu thấy thương họ. Vì họ ứng xử nó không bình thường, họ suy nghĩ nó không bình thường, họ hành động nó không bình thường. Mà cháu chả nói đâu xa, cháu nói nếu các bác còn anh em bà con ở Việt Nam, nếu các bác còn người thân ở Việt Nam mà họ sống mấy chục năm dưới chế độ cộng sản, nhất là cho đến giới trẻ 20-30 tuổi bây giờ, mà lỡ các bác về gặp họ hay họ sang đây họ gặp các bác sống với nhau một hồi, các bác sẽ thấy các bác sẽ thấy họ cũng không bình thường, đúng không? Dù là anh em mình, dù là anh em mình, mà đấy là những người thân của các bác, những người đã có gốc gác liên quan, có gốc gác can dự, có gốc gác gắn bó với Việt Nam Cộng Hòa ấy, thế mà họ còn thấy không bình thường. Thì những người sống lâu ở miền Bắc và những người đi theo cộng sản sớm thì họ bất thường đến thế nào à các bác? Bất thường ở cái chỗ họ không nhận được ra những cái sự thật hiển nhiên, những cái sự thật rất hiển nhiên ở đời họ không nhận ra, những cái quyền lợi rất căn bản của họ họ cũng không nhận ra. Và những cái việc làm mà mình thấy coi là phải đạo ở đời thì mình làm coi như là việc đương nhiên, thì người ta lại coi là bất thường. Các bác hiểu không? Thí dụ cháu đi xe ở cái con đường ngày xưa ở Hà Nội kêu là phố Hàng Bột, mấy con đường Nguyễn Thái Học ở chỗ Quốc Tử Giám, cháu nhớ cháu đi xe đến đó đèn đỏ cháu dừng lại đấy, cháu dừng lại một cái thì có mấy cô mặc áo đẹp đi sau lại chửi tục chửi cháu. Rồi đến lúc mà cháu đèn xanh cháu đi thì bên kia vẫn lấn đường họ đi của mình, thế mình đi mình không đi được, còn lấn đường mình dừng lại thì đằng sau lại tiếp tục chửi cháu. Thí dụ đấy là nó không bình thường. Thí dụ cháu với lại cha Phong, cha Nguyễn Ngọc Nam Phong, hai anh em từ Sài Gòn được nghỉ hè về lại Thái Hà Hà Nội thăm cái tu viện cũ chỗ mình tu ấy, hai anh em đi ra tiệm uống cà phê, uống cà phê xong trả tiền xong là cảm ơn chủ quán để đi về. Thế mình cảm ơn chị nhá, mình vừa nói lời cảm ơn xong cái chị chủ quán lại chửi mình mát à, mát à. Thế nó không bình thường đâu, tức là mình cảm ơn họ thì họ lại coi như mình là một kiểu là nói móc họ, bác hiểu không? Thế đó là họ chửi mình, nếu bác hiểu không? Đấy, nhiều khi nó là nó chật, nhiều khi nó chật, nó không bình thường ở cái chỗ đó. Rồi sao cháu đi mua hàng, rồi á cháu bỏ tiền ra đi mua hàng xong họ đưa cái gói hàng cho cháu cảm ơn họ, cảm ơn chị nhé, đây chào chị tôi đi. Ơi chị này đạo đức thì nói này, ơi cái anh này hay nhỉ, anh mua hàng của tôi anh đã mất tiền trả tiền tôi mà sao anh lại phải cảm ơn tôi. Đấy, người lịch sự cháu nhớ có lần cháu buồn là cái như vậy. Nó không bình thường. Đấy là những không bình thường trong ứng xử rất nhỏ bé, còn có những cái không bình thường khác nó đau đớn hơn nhiều và nó lớn hơn nhiều. Không bình thường, thí dụ cháu học ở Đại học Cộng sản, nó học cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, học bậc đại học ở Đại học Quốc gia Sài Gòn. Thế thì trong cái lớp học với cháu có nhiều anh ấy, cũng đi làm nhân viên nhà nước, nhất là những anh học cao học từng làm nhân viên nhà nước thì họ phải học để có bằng cấp. Đi học thì đâu có chủ tâm học, chủ tâm làm các phép bánh bông cho nó qua để có bằng cấp để lên chức lên lương mà. Thế thì có anh ăn chơi, mấy anh hay rủ nhau đàn đúm ăn chơi.
mà ăn chơi thì vợ con kêu. Thế vợ con kêu đến tai cháu nói là thầy làm ơn thầy nói giúp. Thế thì cháu nói với lại mấy bạn này, các cậu làm gì thì làm, phải lấy sức khỏe của mình làm trọng, lấy gia đình làm trọng, lấy vợ con làm quan trọng. Đừng có chơi bời quá độ, rồi nó tổn hại sức khỏe, rồi nó ảnh hưởng, nó hủy hoại hạnh phúc gia đình. Mình lấy lời lành và khuyên người theo đúng như bổn phận đạo dẫn. Nói xong rồi một anh quay sang nói này chứ, thầy đi tu thì thầy nói vậy, chứ em nói thật với thầy, 100 năm bia đá thì mòn, bia miệng cũng hết, chỉ còn bia ô. Ăn chơi mình lấy lời lành khuyên bảo, bố đi phan một câu như vậy. Thế là không được. Thôi cháu nói làm sao? Thôi những chuyện đó thì nó vô cùng. Nhưng cháu muốn nói với thưa với các bác thế này. Cháu cảm ơn các bác là hôm nay mời chúng cháu đến đây chia sẻ những cái chuyện về hiện tình đất nước. Cháu đảm bảo một điều mà cháu tin chắc, đó là cháu khỏi cần nói, ở đây các bác biết hết. Cháu không cần nói, các bác cũng biết. Nhất là trong cộng đồng các bác có những trí thức như bác Trần Gia Phụng đang ngồi dưới này, cháu phải gọi bằng cụ vẫn còn hộn. Cháu thích đọc sách của bác Phụng là nhất là trong cộng đồng các bác có những trí thức, rồi là những người hoạt động cộng đồng tích cực như thể các vị trưởng thượng vừa được bác sĩ Kiên giới thiệu đây. Cháu biết cái hiện tình đất nước các bác rõ, vì các bác hằng quan tâm đến Việt Nam, các bác hằng lứa lòng về Việt Nam. Tuy các bác ở xa, các bác ở xa Việt Nam về phương diện thể lý, về không gian, nhưng tấm lòng của các bác với Việt Nam rất gần. Lúc nào các bác cũng hướng lòng về Việt Nam. Có những cái rất xa nhưng lại rất gần, rất xa về không gian nhưng rất gần trong tâm tưởng. Và thời gian càng qua đi thì ký ức của các bác về Việt Nam và tình cảm của các bác về Việt Nam càng dạt dào. Cháu nhận thấy điều đấy khi cháu tiếp chuyện với các bác, cho nên cháu cảm động khi thấy cái lòng yêu quê hương đất nước và đồng bào nó ở nơi các bác. Cho nên bởi vì cái tình yêu đó nó giúp các bác thấy được Việt Nam thật là thế nào. Cái tình yêu quê hương đất nước dân tộc đồng bào nó giúp cho các bác thấy được Việt Nam thật là thế nào. Người ta chỉ thấy được sự thật khi nhìn bằng cái con mắt tình yêu thôi. Càng sống các bác càng thấy vậy, và cháu dù còn trẻ cũng thấy vậy. Hồi còn bé cháu đi chăn trâu, mới đi làm cỏ ngoài đồng, đi trên các con đường bậc thang. Đất phù sa trâu nó đi nhiều thế này thì đường nó thành các cái bậc thang. Các bác ở nông thôn biết chứ phải không? Thành đường bậc thang. Cái vừa đi đường bậc thang này vừa hát bóng cam bóng quyết vạn xích tầm sao tôi cao lẩm vậy, muốn lên thì cần muốn thấy thì yêu yêu nhiều hiểu nhiều yêu ít hiểu ít bóng cam bóng quyết vạn xích tầm sao tôi cao lẩm vậy. Các bác có biết cái bài đồng dao đó không? Ở nông thôn trẻ trâu chúng cháu hay hát. Hát cái bài đồng dao, hát cho nó vui cái miệng không? Vóng cam vóng quýt bạn xít làm sao tôi cao lòng vậy, muốn nên thì cần, muốn thấy thì yêu. Yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Đấy. Yêu nhiều hiểu, muốn nên thì cần, muốn thấy thì yêu. Đấy, muốn thấy thì yêu. Yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Cháu bây giờ đi tu xong nó mới lấy lời hát, mình hát nước tuổi thơ, nó thông quý, tổ tiên mình. Muốn thấy thì phải yêu. Mà yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Cháu nói vậy để thấy rằng khi mà các bác ở đây cũng như bản thân cháu, chúng ta yêu quê hương đất nước Việt Nam nhiều thì chúng ta mới thấy được nhiều. Và chúng ta có yêu nhiều chúng ta mới hiểu nhiều, yêu ít mình sẽ hiểu ít. Và không yêu thì không hiểu. Không yêu những cái phường cộng sản Việt Nam, nó chỉ yêu cái bụng của nó thôi, nó chỉ yêu cái lý tưởng chết tiệt của nó thôi, thì nó không bao giờ thấy được sự thật. Các bác hiểu không? Phường cộng sản Việt Nam á, họ chỉ yêu cái bụng của họ thôi, họ chỉ yêu cái ghế của họ thôi, họ chỉ yêu cái quyền của họ, cái quyền lợi của họ và của cái đảng chó chết của họ thôi. Thực sự nói cái đảng chó chết của ăn con chó. Năm nay đang là năm chó này các bạn. Cháu nói cái đảng cộng sản là đảng chó chết, cháu phải nói là oan cho con chó. Bởi vì chó chết về phương diện nào bóng nó cũng còn sinh ấy. Chứ còn cái đảng cộng sản nó chả sinh ấy, thì nó chỉ sinh hoạt thôi các bác ạ. Nó chỉ sinh hoạt.
Cái chế độ cộng sản nó chỉ sinh hoạt cho các bác. Như cái cháu đang nói, như cái chế độ cộng sản đó, nó không yêu đất nước thật, nó không yêu quê hương thật, cho nên nó không thấy được sự thật, nó không hiểu được sự thật, và nó không đón nhận được sự thật. Đến Tổng thống Lý Quang Diệu, nó mời sang, chế độ cộng sản mời Tổng thống Lý Quang Diệu của Singapore sang cố vấn cho họ, mà cố vấn toàn những điều hay không mà cộng sản có nghe đâu. Cuối cùng ông Tổng thống Lý Quang Diệu còn phải nói là tôi nói họ không nghe đâu, và quý vị cũng đừng có nói họ không nghe đâu, họ không nghe đâu, họ không nghe đâu. Nếu mà cộng sản nó biết nghe sự thật thì nó còn gì là cộng sản. Bản chất của nó là ma quỷ, là dối trá, là bạo lực, cho nó không biết đón nhận sự thật. Và bởi vì bản chất nó là hận thù, cộng sản nó luôn 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 chủ trương đấu tranh giai cấp. Các bác, đối với cộng sản, cái lý thuyết đấu tranh giai cấp mà chúng cháu học nó ngấm vào máu từ bé này. Từ bé là nó đang dạy trẻ đấu tranh giai cấp. Và cái chủ trương đấu tranh giai cấp nó xuyên suốt cái cuộc đời đi học. Và ngoài trừ đi học rồi thì cái bộ máy tuyên truyền suốt ngày nó vẫn tuyên truyền. Lúc nào nó cũng đấu tranh giai cấp, lúc nào nó cũng nhìn ai đó là kẻ thù. Đã đấu tranh giai cấp thì phải có giai cấp, phải có kẻ thù. Khi mà kẻ thù ngoại tộc không còn hiện diện trên đất nước thì nó coi nhân dân là kẻ thù của nó. Nó coi những người không đi theo đường lối của nó là kẻ thù của nó. Đấy, cho nên nói cộng sản bản chất đó là bạo lực, dối trá, thù hận. Cho nên họ không yêu thật, cho nên họ không thấy được cái điều thật. Họ không yêu quê hương đất nước con người thật, cho nên họ không thấy được những cái điều tan thương đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Họ gọi là họ trong họ không thấy được cái tối tăm đang bao trùm đất nước và dân tộc. Họ không thấy được cái nguy cơ của đất nước và dân tộc đang từng bước bị ngoại bang thao túng về kinh tế và chính trị, thao túng về văn hóa và cả tôn giáo nữa. Họ không thấy được những các cái nguy cơ, họ không thấy được cái nguy cơ mất nước và mất dân tộc. Bởi vì họ không có lòng yêu thật. Cho cháu trở lại, các bác ở đây có cái tình yêu quê hương đất nước dân tộc thật, cho nên các bác thấy được sự thật, thấy được cái hiện tình đất nước là thế nào, cho các bác quan tâm. Chuyện đó để sau mình nói tiếp với cháu trở lại vấn đề. Là nhân cái dịp này, năm nay là 50 năm cộng sản thảm sát Mậu Thân. Và dịp này là dịp kỷ niệm 30 tháng 4. Tất cả những người có lương tri và có suy nghĩ ở Việt Nam khi vào những ngày này có lòng yêu quê hương đất nước dân tộc thật, thì phải nói là ăn không ngon ngủ không yên. Và càng nghĩ lại càng thấy đau. Mà chính những người cộng sản hay những cán bộ cộng sản mà họ nhìn lại họ còn thấy đau hơn các bác nữa. Cháu nhớ nhà thơ Lê Minh Quốc là một cán bộ cộng sản. Có lần anh em viết thơ đã từng nói là đau đớn thay, chính tôi cũng đã góp phần làm nên chế độ này. Mấy câu thơ anh viết hay lắm mà cháu chỉ nhớ đại ý thôi. Và rất nhiều cán bộ cộng sản khác khi nhìn lại họ cũng thấy như vậy. Họ đau đớn là vì họ đã góp phần dựng nên cái chế độ đó. Đấy là những con người có lương tri. Đến lúc nào đó họ thức tỉnh, họ phản tỉnh, họ thức tỉnh, họ giác ngộ, và họ thấy được rằng họ đã sai lầm. Thế mình thấy những ngày như 30 tháng 4 này mình ăn không ngon ngủ không yên. Tất cả những người có lương tri còn có lòng thương đến đồng bào, đến đất nước, mình ăn không ngon ngủ không yên. Và mình thấy trước cái nguy cơ mất nước, trước cái hiện trạng là đồng bào mình đang rên xiết quằn quại tuyệt vọng dưới cái sự thống trị sắc máu của cộng sản, mình thấy nó đau đớn. Và mình thấy cần phải làm một cái gì. Nên thưa các bác, những ngày này mình nhìn về quá khứ thì thấy thế nào? Như các bác ở đây nhìn về quá khứ nhân ngày 30 tháng 4 thì thấy thế nào? Mình nhớ đến cái tội ác của cộng sản, đúng không các bác? Nhớ đến tội ác của cộng sản đã khủng bố ở miền Bắc, đã đấu tố ở miền Bắc, đã tiến hành cải cách ruộng, cái gọi là cải cách ruộng đất ở miền Bắc để gieo kinh hoàng
trên toàn miền Bắc Việt Nam mà nó gọi là cuộc cách mạng long trời lở đất, khiến cho các bác, cái tổ tiên các bác, bố mẹ các bác thấy khủng khiếp quá, phải rời miền Bắc vào miền Nam, có đúng không các bác? Nhớ lại, nhân ngày nhớ lại cái tội ác cộng sản nó đã khủng bố ở miền Bắc, nhớ lại cộng sản nó đã không tôn trọng các hiệp ước quốc tế mà nó đã ký kết, nó đã mang quân đội làm tay sai cho Tàu Cộng và cho Nga Cộng, làm tay sai cho các thế lực cộng sản quốc tế, hung hăng mang quân từ miền Bắc vào xâm lược Việt Nam, đúng không các bác? Đấy là một cuộc chiến tranh xâm lược một quốc gia có chủ quyền là Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là một cuộc chiến tranh xâm lược, mà chiến tranh này nó lại đau đớn một cái, nó ở phương diện khác, nó là một cuộc huynh đệ tương tàn. Tại vì nó là cuộc chiến tranh xâm lược, đầu tiên là như thế, nhưng lại là người Việt ở miền Bắc đánh người Việt ở miền Nam, mà người Việt ở miền Nam lại cũng gốc là miền Bắc mà vào cả, người vào trước kẻ vào sau thôi. Các bác hiểu. Cho nên hầu như chả có cái gia đình nào mở rộng mà không có cảnh anh em tàn sát nhau. Ê, thí dụ nhá, người em ruột bà nội cháu là ông Thiểu vào trong Nam đi lính Cộng Hòa chết, người anh ruột của bố cháu là ông Long đi làm y sĩ cho quân đội quốc gia vào trong Nam đánh nhau bị chết, đang khi bố cháu ở miền Bắc lại đi lính cộng sản, chú cháu ở miền Bắc đi lính cộng sản. Các bác thấy nó đau đớn chưa? May mà bố cháu á, là không có vào Nam, không có đi bê giống như những người khác. Những người khác đi bê vào Nam trực tiếp bắt súng bắn nhau. Bố cháu ở miền Bắc, họ bắt làm lính pháo binh để bắn máy bay thôi. Nên nói chuyện bố cháu đi lính là lúc cháu còn nhỏ, cháu thấy trong làng nhiều người chết và nhiều người bị thương, rồi con cái họ đi học ở trong trường thì vào cái lớp riêng kêu là lớp con thương binh liệt sĩ, và cái lớp đó được ưu đãi rất nhiều, không phải đóng học phí, rồi điểm giảm thi, dù có học dốt cũng vẫn lên lớp. Rồi đại khái là được nhiều ưu đãi. Thế cháu mới hỏi bố này, sao bố đi bộ đội mà bố không có bị thương, mà bố cũng không bị chết? Anh hỏi rất ghê thơ. Bố bảo mày trẻ con không biết, tao đi lính đầu tiên ở cái làng này, mà hồi đó nhà nước họ có chính sách, họ bảo rằng là không cho thằng này đó là công giáo, không cho nó đi B. Cộng sản nó chia chiến trường miền Bắc là chiến trường A, miền Nam là chiến trường B, Lào là chiến trường C và Campuchia là chiến trường D, cho đi đánh nhau ở trong Nam gọi là đi B. Tao đi lính đầu tiên cái làng này, nhà nước nó không cho tao đi B vì nó bảo tao là lính công giáo, có anh em ở trong Nam, cho tao vào Nam đánh nhau phải chạy theo Cộng Hòa mất. Cho nên nó giữ tao lại miền Bắc, chỉ những anh mà không công giáo nó mới cho vào Nam đánh nhau. Nhờ vậy mà tao sống. Thế bố cháu làm miền Bắc về làm lính pháo binh. Thế nhưng mà cháu hỏi tiếp, nhưng mà sao bác Tứ này, bác Tam này, nơi chú Tam là con bà Phúc, anh em nhà mình sao lại vào Nam đánh nhau cũng chết? Hỏi một loạt nữa. Thế bố bảo mày không biết, trẻ con, mày không biết năm 68 đánh nhau xong bộ đội mình chết nhiều quá, chết hết rồi chả còn ai mấy nữa, thì lúc đó lính công giáo nó cũng đưa vào. Cái năm 68 Mậu Thân đấy các bác ạ, 50 năm nữa thì đánh cái trận đó xong á, mấy đợt Mậu Thân, ba đợt Mậu Thân xong thì là lính cộng sản chết nhiều quá, và lúc đó không còn lính nữa, thì lúc đó lính công giáo họ cũng đưa vào Nam đánh nhau. Và cái xóm của cháu đó, những người chết đó, thường là đi từ năm 68 rồi đi, mà chết nhiều là vào năm 72 đánh nhau ở Quảng Trị. Thế đấy, đang nói chuyện nọ nó lại xọt sang chuyện kia đấy thôi. Nói chuyện của hơi lính. Thế cháu nói nhá, đang nói đó là cái cuộc chiến xâm lược miền Nam, nhưng nó cũng là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Huynh đệ tương tàn. Và nó xảy ra nhiều khi ở trong từng gia đình. Có những gia đình các bác ở đây các bác cũng sẽ gặp, có những gia đình anh theo quốc gia, em theo cộng sản, có những gia đình bố theo cộng sản, con theo quốc gia. Đấy là cái cảnh nó rất là đau thương.
Hỏi tại sao? Tại vì cái anh cộng sản miền Bắc á, anh ấy đi nhận vũ khí, nhận tiền bạc của cộng sản quốc tế là tàu và Nga để đi xâm lược Việt Nam, để gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Mình đến những ngày này mình nhớ đấy là cuộc chiến tranh xâm lược, đấy là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Còn bây giờ ở Mỹ này có người viết sách bảo đấy là cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Ủy nhiệm có nghĩa là những nước lớn lúc đó là chiến tranh lạnh giữa khối dân chủ và khối cộng sản, giữa Đông Âu và Tây Âu, giữa Bắc và giữa Mỹ, các nước Tây Âu, mới lại Nga và Tàu và các nước khác theo cộng sản. Thế giữa hai, trong cái cuộc chiến tranh lạnh đó, hai cường quốc lớn của Nga, Mỹ thay vì đối đầu nhau, đánh nhau trực tiếp, thì bỏ tiền, bỏ vũ khí cho những nước chư hầu đánh nhau. Cho người ta gọi là chiến tranh ủy nhiệm. Ở Việt Nam mình đánh nhau đó là dưới sự ủy nhiệm của Nga và Mỹ. Đại khái người ta nói là thì cũng đúng. Trong cái mình nhìn lịch sử thế giới, trong cái nhìn toàn cảnh mình thấy cũng đúng. Nó cũng là cuộc chiến tranh ủy nhiệm thật. Đúng là hai khối đó, hai nước lớn nó thay vì trực tiếp đấu nhau thì dùng Việt Nam làm cái chiến trường để đấu nhau, dùng Bắc Triều Tiên là chiến trường để đấu nhau, dùng Afghanistan là cái chiến trường để đấu nhau, dùng Nicaragua ở Mỹ này là cái chiến trường để đấu nhau. Thế thì nó như vậy. Mình thấy nó là cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Nhưng mà chiến tranh gì thì chiến tranh, mình thấy cái yếu tố quyết định nhất cho cuộc chiến tranh đó, mình đó là cái chế độ cộng sản Việt Nam, đó là cái đảng cộng sản Việt Nam. Nếu cái đảng cộng sản Việt Nam đó nó không cam tâm làm tay sai cho Tàu cộng, cho Nga cộng, thì những thằng kia làm gì ủy nhiệm được. Các bác hiểu không? Đúng không? Nếu thằng cộng sản Việt Nam đó nó không gieo rắc kinh hoàng, nó mang quân đội chính quy vào Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền, nó xâm lược, nó cai người ở lại, nó sách động dân chúng, nó áp lực dân chúng, nó áp lực dân chúng đi theo, không đi theo là nó bị. Các bác hiểu, rất nhiều anh cộng sản đi theo cộng sản chả vì gì cả, chỉ vì cộng sản nó về, nó vận động, nó áp lực, và nếu không đi theo nó thì có thể không thịt đương sự thì thịt người thân. Rất nhiều người như vậy. Rồi bắt đầu là đi gieo kinh hoàng khắp miền Nam, tổ chức khủng bố khắp miền Nam, rồi cuối cùng là xâm lược thôn tính miền Nam. Cái ngày 30 tháng 4 là ngày Cộng sản hoàn tất cái tiến trình xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, là ngày Cộng sản Việt Nam á, là thôn tính một quốc gia có chủ quyền, là ngày Cộng sản Việt Nam á, thắng thì cười hớn hở, tưởng là mình thắng thật. Nhưng mà thời gian qua đi mình mới thấy, nhìn lại ai cũng thấy cái chiến thắng đó nó khiến cho cả dân tộc Việt Nam phải ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cái mà Cộng sản Việt Nam gọi là chiến thắng đó thì nó là cái tai họa cho toàn thể dân tộc của đất nước Việt Nam. Nói như mấy bà nhà quê ngày xưa nói là bảo lợn thì có lợn nhưng ăn không còn. Mà đúng, sau khi Cộng sản Việt Nam đó, nó chiếm miền Nam đói thật các bác, đói khủng khiếp. Cháu còn có kinh nghiệm, lúc đó miền Nam các bác rơi vào tay Cộng sản, các bác thấy đói đúng không? Các bác thấy như địa ngục trần gian đúng không? Cộng sản nó thống trị nơi nào là nơi đó nó biến thành địa ngục trần gian. Cháu tin chắc một điều là như vậy. Miền Nam Cộng Hòa các bác dù phải gồng mình để chịu đựng chiến tranh, dù phải gồng mình để chống lại sự xâm lược của miền Bắc Cộng sản, nhưng dù vậy đi chăng nữa, nhờ có dân chủ, giờ có tự do, giờ có những con người có học, cho miền Nam Cộng Hòa các bác dù chiến tranh nhưng đấy chưa phải là thiên đàng thượng giới, thì đấy ít ra cũng vẫn là địa đàng ở cõi Á Đông và nhiều nước khác hẹp khác, đúng không các bác? Và Sài Gòn các bác vẫn là hòn ngọc của Biển Đông, đúng không các bác? Dù khó khăn như vậy, đấy vẫn là chốn địa đàng và thủ đô vẫn là hòn ngọc của Biển Đông. Còn hết mà cộng sản nó chiếm ở chỗ nào, nó thống trị chỗ nào là ở chỗ đấy á, biến thành địa ngục trần gian. Cháu kinh nghiệm như vậy nhá. Cộng sản ở chỗ nào, chỗ đó là địa ngục trần gian. Cho đến bây giờ vẫn vậy, chả khác như nào. Cho đến bây giờ về cơ bản vẫn vậy. Thế cộng sản nó chiếm được 30/4 xong nó đói. Cái ngày 30/4 xong các bác miền Nam đói, miền Bắc chúng cháu cũng đói hơn các bác. Các bác biết tại sao hết chiến tranh miền Bắc chúng cháu lại đói hơn không?
Trước chiến tranh cháu nhớ còn được ăn no bụng, còn có mì bột để ăn. Là bởi vì trước chiến tranh các nước đã viện trợ miền Bắc và miền Bắc chưa bị cấm vận. Các bác hiểu không? Sau chiến tranh các nước đã không viện trợ nữa và miền Bắc lại bị cấm vận. Cho nên miền Bắc sau, mà không những miền Bắc bị cấm vận, sau chiến tranh 75 thì miền Bắc Cộng sản lại đưa quân xâm lược Campuchia, lại gồng mình chống lại cuộc xâm lược biên giới của Trung Quốc nữa. Trong thành thử những năm 6-75 nó mới thảm khốc các bác, nó đói khủng khiếp. Cháu nhớ lúc đó là mì bột là rất hiếm rồi, mì bột để kéo ra thành sợi, thành mì sợi để nấu cái rau ăn là hiếm rồi. Lúc đó chỉ còn chế độ nhai mì hạt thôi, mà mì hạt cũng hiếm không còn nữa. Về sau này cháu sang châu Âu, cháu sang châu Âu 7 năm nay, cháu mới biết cái thứ mì ngày xưa mình ăn mà được nó cấp phát thật kèm kèm phiếu, cái thứ đó ở châu Âu nó dùng cho gia súc ăn các bác ạ. Chứ người không bao giờ ăn cái thứ mì đó. Mì đen, cái bò bò các bác, bò bò đó, nó gọi là mì hạt. Chân sau 75 ở miền Bắc đói khủng khiếp. Mà đấy, nói về Cộng sản, những ngày này mình nhớ, nhớ Cộng sản đã thôn tính miền Nam, đã triệt tiêu một chế độ, đã gọi là thôn tính một quốc gia có chủ quyền, đã gọi là triệt tiêu một cái chế độ dân chủ, triệt tiêu một chế độ dân chủ. Khi Cộng sản vào Sài Gòn là không còn tự do nữa, không còn tự do chính trị, không còn tự do báo chí, không còn tự do hội đoàn, không còn tự do làm ăn kinh tế, không còn tự do tôn giáo, không còn tự do cư trú nữa. Nghĩa là cái nền dân chủ bị Cộng sản thôn tính luôn. Và các bác là những người đã có kinh nghiệm về tự do, đã từng sống trong một đất nước tự do, các bác thấy thế các bác chịu không được, các bác bỏ chạy. Đúng không các bác? Các bác bỏ chạy đi tìm tự do. Thế nhưng mà cho nói cái này, lúc đó các bác là những người vượt biên nhiều, thường là những người cháu thấy ở Sài Gòn, ở Đồng Nai, ở Vũng Tàu Bà Rịa, ở Nha Trang, ở các kênh, ở dưới vùng An Giang, Kiên Giang, Rạch Giá. Đấy là những vùng kinh tế phát triển mạnh ở miền Nam. Thế cháu mới ngồi cháu nhớ lại, cái hồi sau 75, ở xóm mình họ di dân vào trong miền Nam. Và ai đi miền Nam về cũng coi miền Nam là như là thiên đàng, đều nói miền Nam giàu, miền Nam đẹp, miền Nam cuộc sống khá giả và miền Nam sống sung sướng, sung sướng. Cháu nhớ lần đầu tiên lúc đó ở miền Bắc đang sống trong cái gọi là tập thể hóa xã hội chủ nghĩa, là mọi người vào hợp tác xã và đi làm chung. Rồi làm cháu có một số người vào Nam được sớm, năm 75 Cộng sản chiếm, năm 76 đã vào rồi. Họ vào thăm thân nhân trong Nam rồi họ về, mang về thì thường là thân nhân miền Nam cho quần áo mang về, cái đó là quý lắm. Vì miền Bắc lúc đó đói và rách các bác, vải vóc ở miền Bắc cực kỳ hiếm, cho nên rất. Thế họ về mang các thứ ở miền Nam về, và mới có các cái radio National, với Panasonic, với Sony, mới mang về, mới lại các cái máy quay đĩa, mấy chục vòng, mấy chục vòng. Thế mới mang về thì chúng cháu mới biết. Thì rồi sau đó là những cái Honda 50, Honda 67 nó mới ra miền Bắc, miền Bắc mới thấy. Thế thì, và họ mang về cả cái giấy đi vệ sinh như bây giờ mình thấy. Xong họ mang ra đồng, xong họ nói nhau, xong cháu nhớ có người nói này, gươm miền Nam sướng thật, không những sống sướng, ăn uống sướng, mà đến nỗi nói xin lỗi, đến nỗi đi vệ sinh, đi cầu cũng sướng. Có giấy như thế này. Cái đó miền Bắc không bao giờ tưởng tượng được. Cũng cái thời điểm đó miền Bắc cháu cũng tưởng tượng được là đi vệ sinh mà có cái giấy văn minh như vậy. Đấy, họ túm tụm với nhau ở ngoài đồng, có lúc giờ nghỉ, giữa giờ làm việc chung ở ngoài đồng. Thế thì đấy, cho nói Cộng sản nó đến đến ngày này mình nhớ như vậy. Nhớ đến triệt tiêu tự do và các bác bỏ nước ra đi. Thì Cộng sản vào một cái không những nó giết chết nền dân chủ, nó cướp quyền sống của con người, mà các bác thấy gì nữa? Nó tử hình hàng chục ngàn người tinh hoa của Việt Nam Cộng hòa, hàng chục nghìn quân dân cán chính trí thức,
những người là tinh hoa của Việt Nam Cộng Hòa cũng là của dân tộc Việt Nam, nó mang nó bắn tử hình, các bác nhớ không? Rồi sao nữa, hàng trăm ngàn người khác là cán bộ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nó tống vào trong tù. Các bác, cái nguồn lực quốc gia cả ngàn năm dồn lại, cái tinh hoa văn hóa cả ngàn năm dồn lại nó diệt hết, nó diệt hết. Các bác thấy nó dã man. Mà cái tên Đỗ Mười hoạt lợn tổng bí thư cộng sản hồi đó hình như đang làm, hồi đó đang làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nên phải, ông ấy tuyên bố rằng là chiếm Việt Nam, cháu nhớ không đúng nguyên văn đâu nhưng mà cháu nhớ đại chiếm Việt Nam, chúng ta tịch thu ruộng đất nhà cửa hãng xưởng của chúng, vợ con chúng ta lấy, nhà cửa chúng ta ở, con cái chúng ta sai bảo, còn chính chúng ta cho đầy đọa vào những vùng kinh tế mới rừng sông nước ngập cho chúng chết dần chết mòn. Đấy là chính miệng cán bộ cộng sản tuyên bố ra, nó dã man và nó làm đúng như vậy. Các bác thấy không, nó hủy hoại cái nguồn, cái tài nguyên của dân tộc và của đất nước, con người mới là quý nhất và cái tinh hoa của dân tộc mới là quý nhất. Thay vì họ hòa hợp, thay vì họ hòa giải, thay vì họ đón nhận cái nguồn lực là con người đó để góp phần xây dựng đất nước dân tộc, giết hết. Cộng sản man rợ, cộng sản độc ác, cộng sản ganh tị, cộng sản dốt chứ không muốn ai giỏi, cộng sản ngu chứ không muốn ai khôn, cộng sản tàn ác hận thù chứ không muốn ai có tình yêu, cộng sản muốn mọi người sống trong tăm tối mà để nó làm chủ còn hơn là để cho dân tộc đất nước được thịnh vượng mà nó không còn được làm chủ. Mưu của nó là như vậy. Cho mình nhớ những cái tội ác, những ngày này mình phải nhớ những cái đó. Và đừng bao giờ tin vào cái miệng cộng sản nói là hòa hợp hòa giải nhá các bác. Đừng bao giờ tin vào cái miệng cộng sản nói là, đừng bao giờ tin rằng là cái miệng cộng sản nó bảo là quên quá khứ nhá, gác quá khứ sang một bên nhá, gác lại hận thù, quên đi quá khứ để nhìn về hiện tại, xây dựng tương lai. Cộng sản nó hay nói như vậy, nó nói với chúng cháu như vậy. Còn hết đề cập vấn đề gì nó bảo đấy là những cái tồn tại của lịch sử. Lịch sử là thế nào, ông còn sống tôi còn sống, lịch sử là thế nào. Đừng bao giờ tin vào cái miệng cộng sản nói hòa hợp hòa giải các bác. Bởi vì sao? Ngay bây giờ các bác về Sài Gòn, các bác ra bất cứ cái chỗ tiệm nào, các bác mua một cái tờ đơn từ gì đó, các bác làm cái lý lịch để xin cái giấy tờ gì đó hay là xin vào làm việc gì đó, trong cái tờ lý lịch ngay bây giờ bán ở Sài Gòn chứ không bán ở Hà Nội, trong tờ lý lịch luôn luôn có mục khai trước 75 làm gì, sau 75 làm gì. Tờ lý lịch cho đến bây giờ vẫn vậy. Cháu sống ở Sài Gòn 16 năm cho biết, cho đến bây giờ lý lịch nó vẫn còn theo đuổi các bác Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa như vậy, vẫn còn phân biệt đối xử như vậy. Thế mà nó bảo hòa hợp hòa giải cái gì? Đừng có nghe nó, không những mất tiền mà mất linh hồn và xác các bác ạ. Nó ăn cướp hết của Việt Nam Cộng Hòa rồi, ăn cướp hết nhà cửa tài nguyên của các bác rồi. À này, cháu nói này các bác, năm 89 cháu vào Sài Gòn, cháu ở nhà thờ Kỳ Đồng. Cháu ở nhà thờ Kỳ Đồng cháu thấy, rồi từ đó cháu đi đến các tỉnh. Nhưng ngay tại nhà thờ Kỳ Đồng cháu thấy quá nhiều người bị điên. Cháu ở miền Bắc không thấy nhiều người bị điên như vậy. Nhưng khi vào nhà thờ Kỳ Đồng, ở đó cháu ngồi làm việc văn phòng với cha Cao Đình Trị và cha Bùi Thu Giao, cháu thấy quá nhiều người điên. Mà nhiều người là trí thức, nhiều người trước đây là chủ ngân hàng. Cháu tìm hiểu dần dần tại sao bị điên. Hóa ra phần lớn họ bị điên là vì thằng Cộng sản, là vì ngày 30 tháng 4 khốn nạn. Vì cái ngày đó họ bị mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, mất tài sản, mất công ăn việc làm, cho nên họ bị điên. Rất nhiều người bị điên các bạn. Thế thì nó cướp hết của những người Việt Nam Cộng Hòa rồi thì sao? Thì bây giờ đến lượt nó đi cướp của dân nghèo Việt Nam, cướp của toàn dân Việt Nam, cướp của đất nước Việt Nam, cướp của dân tộc Việt Nam. Bây giờ nó mang người dân Việt Nam ra làm con tin để nó đi vay nợ thế giới.
về chúng nó bỏ túi với nhau và nó chuyển ngược lại tiền ra ngoại quốc. Như cháu đây là công dân Việt Nam, cháu bây giờ tính ra cũng phải, mình cũng đang nợ ngoại quốc mấy ngàn đô la rồi, nhưng không phải mình mua, mình vay ai mà do cộng sản nó nhân danh mình nó đi vay. Các bác hiểu không? Nợ Việt Nam bây giờ lớn lắm, tính trung bình tính theo đầu người, không biết bây giờ hình như mỗi người 1.000 đến 2.000 đô la tính theo đầu người cho không nhớ. Nhưng chỉ biết Việt Nam là nợ nhiều. Biến dân mình thành con tin để đi vay nợ. Rồi có tên cán bộ cộng sản còn chơi chém trắng trần đến nỗi bảo bây giờ chúng ta cứ đi vay đi, rồi về sau con cháu chúng ta trả. Đúng là cái phường vô đạo đức, đúng là cái phường vô trách nhiệm, đúng là cái phường vô liêm sỉ. Cứ đi vay rồi con cháu chúng ta trả. Phát biểu ở trong quốc hội, trong chính phủ như vậy, có lần cho đọc báo như thế. Rồi sao nữa? Bây giờ cướp đất của dân, toàn đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam, chỗ nào bây giờ cũng đi cướp đất. Người dân chả có quyền sở hữu đất ai. Cái quyền tư hữu là quyền căn bản, là quyền tự nhiên của con người. Mà người dân Việt Nam không có quyền sở hữu đất ai. Đất ai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, luật pháp Việt Nam có hay không? Cho nên cuối cùng là ai? Là cuối cùng đất ở trong tay cán bộ cộng sản. Nó thích cướp lúc nào nó cướp, nó thích lấy lúc nào nó lấy. Và nó cứ lấy đất của dân, nó bán cho các tập đoàn ngoại quốc hay cho các tập đoàn trong nước để nó lấy tiền chênh lệch, nó bỏ túi nó, mà chênh lệch nhiều khi mấy chục lần. Hồi cháu ở Hà Nội, ở bên Vĩnh Yên họ mang giấy tờ sang, họ kiện cáo. Cháu thấy có những mét vuông đất ở vùng Vĩnh Yên, nhà nước nó bồi thường cho giá trị mua một mét vuông đất chỉ được mua được một cân khoai lang, đang khi nó bán lại cho người khác mấy chục triệu một mét vuông. Nó dã man rồi, nó cướp tràn lan. Khắp nước Việt Nam bây giờ diễn ra cái tệ trạng cướp tràn lan. Bây giờ cứ nghe nói đến quy hoạch là mình biết đó, với giải tỏa là mình biết là ăn cướp đó. Quy hoạch là bắt đầu mở bàn chính sách ăn cướp đó. Giải tỏa tức là phá cửa phá nhà. Tôi nói chuyện nó nhiều, mình nhân ngày 30 tháng 4 nhìn về quá khứ thấy nó như vậy. Nhìn về quá khứ thấy mình khổ, các bác khổ. Nhìn về quá khứ thấy các bác đau thương, các bác mất mát. Nhìn về quá khứ thấy cả dân tộc mình mất mát. Cho nói nha, trong cuộc chiến Việt Nam, trong cuộc chiến miền Bắc xâm lược miền Nam, miền Nam Cộng Hòa các bác chết ít lắm các bác. Chết nhiều, nhưng so với cộng sản miền Bắc thì vẫn chết ít. Cháu đọc các con số thống kê, tất cả chỉ là tương đối, nhưng hợp tính là rằng miền Bắc cộng sản chết khoảng 1.200.000 quân, miền Nam Cộng Hòa chết khoảng hơn 300.000 quân. Thì tính ra cứ một lính Cộng Hòa chết thì 4 lính Cộng sản chúng cháu chết. Các bác về Việt Nam, các bác đã bao giờ đến chỗ vĩ tuyến 17, chỗ khu phi quân sự, rồi thăm cái nghĩa trang Trường Sơn của Cộng sản chưa? Dạ có. Bác nào đến thăm nghĩa trang Trường Sơn Cộng sản thấy đấy chỉ là nghĩa trang chôn những người dân công hỏa tuyến và những người chết trên đường từ Bắc vào Nam, chứ không phải là nghĩa trang chôn những lính miền Bắc cộng sản chết ở trong miền Nam, các bác hiểu không? Đấy chỉ là nghĩa trang chôn những cán bộ chiến sĩ theo như tiếng nói của cộng sản, của đoàn 559. Và các bác thấy cái nghĩa trang nó mênh mông cả mấy cây số vuông. Mà cháu đi cháu xem thì cháu thấy chả có làng nào không có người nằm ở đó. Chả có cái làng, chả có tỉnh nào, huyện nào, xã nào trên đất nước Việt Nam không có người nằm. Mà mấy chục ngàn ngôi mộ mênh mông. Mấy chục ngàn ngôi mộ. Khiếp, trong cái khu nghĩa trang. Chưa thấy cái khu nghĩa trang nào lớn như vậy. Nên mình mới biết rằng là, đấy, cho nên nhớ đến không phải chỉ các bác đau thương mất mát, mà cả dân tộc Việt Nam đau thương mất mát. Miền Bắc cộng sản, người dân như chúng cháu bị người ta dồn ép, người ta lùa vào cuộc chiến và người ta lừa đảo, người ta đưa vào cuộc chiến. Toàn thanh niên trẻ ở trong bốn lũy che làng, chưa bao mấy khi ra khỏi làng, ra khỏi làng một cái và đưa vào rừng đánh nhau, rồi đưa vào thành đánh nhau, bị choáng ngợp, trình độ văn hóa thấp, sống khép kín, chân đánh chặt chết rất nhiều, lại hành quân xa nữa. Các bác chết ít hơn. Nhưng mà đấy nó cho thấy là gì?
một đảng đó là một cái đảng khác, nó cho thấy rằng là ở Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, người ta coi trọng nhân bản, người ta biết quý trọng mạng sống hơn, và người ta nhân bản hơn, người ta được giáo dục và đào tạo tốt hơn. Và ngược lại, mình cũng thấy miền Bắc đào tạo quân lính không tốt mấy. Tôi nhớ là chú cháu đi lính năm 75, lúc đó là cháu còn nhớ in cái ngày chú đi lính, bởi vì trong cái bối cảnh thời đó ai đi lính là đi thì có nhưng về có hay không chưa biết. Cho nên cái ngày đi lính lúc cháu còn bé trong xóm, bất cứ ai đi lính đều là cái tang cho cả gia đình đó, và đều đưa tiễn nhau cả nhà, đưa tiễn ra chỗ nào không thể đưa tiễn được nữa thì thôi, và đưa tiễn trong nước mắt vì chỉ biết ngày đi chứ không biết ngày về. Chú út của bố cháu cũng vậy, vì ông bà nội cháu chết sớm, các chú các cô ở với bố cháu. Tôi nhớ chú út bị lúc đó là đã thi được vào chủ viện rồi, nhưng chưa kịp làm các thủ tục thì cộng sản nó tổng động viên khiến chú cháu phải đi lính thay vì đi tu. Thế cháu nhớ cái ngày ông đi lính là nhà cháu là một con chó còn chưa lớn mấy nhưng chả còn gì ăn để tiễn chú cả, cho phải làm con chó và đi ra dọc quanh nhà lấy các cái cây lá mơ lông leo ở dọc để làm thịt chó, cháu còn nhớ. Rồi mời anh em họ hàng đến ăn tiễn chú, đưa chú đi lên cái trung tâm huấn luyện ở Rịa, ở Nho Quan, Ninh Bình. Rồi lên đó chú còn viết thư về được lần cuối, mới lên viết được lá, 2 tuần sau viết được lá. Chú bảo, nó huấn luyện độc có 2 tuần là đưa vào miền Nam đánh nhau. Huấn luyện độc có 2 tuần là đưa vào miền Nam đánh nhau. Nhưng về sau nhận được bức thư, chú biết là em được người ta đưa vào trong Nam đánh nhau, nhưng mà em đi đến đâu thì đã giải phóng đến đó. Chứ của chú dùng hồi đó miền Bắc trong bối cảnh đã dùng đã giải phóng đến đó, và em đi đến đâu thì thấy giải phóng đó và thấy người chết hai bên đường còn nhiều. Cái bức thư chú viết về cháu đọc cháu còn nhớ. Thế đấy, cháu biết là huấn luyện rất sơ sài, chú mình mới vào quân trường được 2 tuần, nó huấn luyện sơ sài hơn chúng cháu về sau đi học sinh viên dưới chế độ cộng sản. Sinh viên dưới chế độ cộng sản chúng cháu nó bắt học quân sự 1 tháng nữa các bác ạ. Cháu đây là học ở trung tâm giáo dục quốc phòng của Đại học Quốc gia Sài Gòn, là cái chỗ trường sĩ quan Thủ Đức của các bác ngày xưa đấy. Cháu phải cắm trại và học 1 tháng đó, học về chiến thuật, tháo ráp súng, tháo ráp các loại súng thông thường, dùng các loại lựu đạn thông thường, rồi đội hình đội ngũ. Đấy đại khái vậy. Trong cháu mới thấy sao? Quân cộng sản chết nhiều, đấy cũng là những người chết vô nghĩa, mà họ cũng vô tội. Có những người nghĩ họ là quân miền Bắc xâm lược miền Nam và họ chết là đáng kiếp. Cháu không nghĩ vậy các bác. Những ngày đó cháu thương các bác ở miền Nam, nhưng cháu thương những bộ đội cộng sản ở miền Bắc là anh em của chúng cháu, cũng chết cái chết vô nghĩa các bác. Họ chết chả được gì, họ chết mà chưa có biết cuộc sống là gì, lớn lên chưa biết sống là gì đã lao vào cuộc chiến và phải chết. Họ không được gì và gia đình họ bây giờ cũng chả được gì. Và đấy là đồng bào của mình, cho họ chết cho ung thư. Họ bị lừa đưa vào cuộc chiến, họ bị lùa vào cuộc chiến, họ là nạn nhân của chế độ cộng sản. Trước khi các bác là nạn nhân của chế độ cộng sản, cháu nghĩ những người lính đó là nạn nhân của chế độ cộng sản. Đến nỗi mà bộ đội cộng sản mà có trí thức, có trình độ văn hóa như bà Dương Thu Hương, bà đó giờ đang tị nạn bên Pháp. Bà Dương Thu Hương mà bà ấy lính cộng sản, mà bà ấy viết lại rằng là sao? Bà ấy bảo bà ấy tiến quân vào tới Sài Gòn, bà ấy ngồi sụp xuống trên vỉa hè, trên lề đường của thành phố Sài Gòn, bà ấy khóc. Bà ấy khóc rằng bà ấy biết là bà ấy đã bị lừa. Bà ấy thấy một cái thành phố văn minh như vậy, một cái thành phố phát triển như vậy, một cái nơi con người như vậy, bà ấy biết là bà ấy bị lừa vào cuộc chiến này. Không, bà cháu phải nói thêm là bị lùa vào cuộc chiến nữa. Bởi vì em miền Bắc chúng cháu hồi cháu còn bé cháu nhớ, ai mà được gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà mới không đi khám sức khỏe thôi là đã bị bêu danh suốt ngày đấu tố rồi. Còn khám sức khỏe chống chúng nghĩa vụ quân sự rồi mà không đi nhá, thì là gia đình khổ, đương sự khổ, tù tội nhá.
và bắt đầu bị cắt hộ khẩu, rồi bắt đầu là bị cắt các chế độ, rồi bắt đầu sống trong làng xóm, họ đấu tố cho sống không nổi, có đi tù về sống không nổi. Cháu đây mới đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự muộn thôi, loa phóng thanh của cả xã nó đã rao mình nữa là trốn nghĩa vụ quân sự. Cháu nhớ kể chuyện các bác có lần đó, hồi đó cháu cũng học xong trung học rồi, thế thì đức cha Bùi Chu Tạng ở giáo phận cháu mới nói với cháu này: con ạ, bây giờ con muốn đi tu để chắc nhà nước nó cho phép con đi tu mà vào chủ viện được để cho nó chắc ăn, mình cứ hoàn thành nghĩa vụ quân sự cái đã, tức là cứ đi lính độ 2 năm hay 3 năm cái đã, thì về với cái thế đi lính về thì xin đi tu nó dễ hơn. Thì cái đó đúng, đúng, ngài tính nước cũng đúng. Thế cháu cũng nghĩ vậy, cho cháu bảo vào vậy thì mình hăng hái. Cháu đang ở Thái Hà, Hà Nội, bố mẹ báo rằng là có giấy triệu tập con đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thế là cháu từ Hà Nội lao về quê ngay. Về quê cái nó hẹn giấy là 7 giờ rưỡi có mặt ở trung tâm y tế viện để khám sức khỏe đúng không? Cháu ra đúng 7 giờ rưỡi có mặt, chưa thấy mà. Mình đúng giờ quá. Thế cháu bảo à, thế chẳng mấy khi mình về quê thì nhân dịp nó chưa thấy ai trong mặt, bây giờ còn sớm. Cháu đạp xe từ Phúc Nhạc xuống Phát Diệm để thăm đức cha Bùi Chu Tạng. Thế cháu xuống đó cháu ngồi nói chuyện đức cha cả cái dây đông đến gần trưa cháu mới đạp xe về. Cháu về lại đến cái trung tâm y tế huyện ở cái phố nhà của cháu ấy, là lúc đó là gần 12 giờ trưa. Cháu vừa về phố thì những anh bạn đi về: ơ Khải, loa phóng thanh hợp tác xã nó đang chửi cậu, loa phóng thanh của xã nó đang chửi cậu, nó đang kết án cậu trốn, trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự này. Mà cháu biết công an tỉnh huyện xã đó nó rất ghét cháu, vì nó biết cháu có ý đi tu, rồi nó rất muốn đẩy cháu đi lính. À, chính họ cũng muốn đẩy cháu đi lính các bác ạ. Thế nên lúc cháu vào cái trung tâm y tế quận, cháu vào trung tâm y tế, cháu vào nơi thấy cả dàn cán bộ đang ngồi uống nước trà ở ngoài sân, còn các bác sĩ trong các phòng khám bên trong. Thế cháu vừa đến một cái dàn cán bộ công an nó trông thấy cháu một cái nó hô lên này: à, nó đây rồi. Cháu còn nhớ chưa đi. Thế cháu vào cái phòng khám đầu tiên, cháu mới thấy điểm chúa làm. Vào phòng đầu tiên là cân đo. Thế thì cân đo lần này cháu chắc, lần trước thì hồi chứ lần này lần thứ hai chắc là đo. Lúc này nó đã được 38 kg rồi, 38 kg, cao cũng được 1m51, sáng chắc là đậm. Thế cháu vừa vào phòng đầu tiên cả, cái ông phụ trách phòng đầu tiên là ông y sĩ, mà ông đó lại là chồng của cô giáo dạy tiếng Nga chúng cháu. Nhà ở làng bên làng cháu mà cách nhà cháu được 600 mét, mà cháu ốm lúc còn bé ở quê thì toàn ông này chứ vậy. Vào một cái ông ấy cân đo xong một cái biết là dư cân, nhưng mà ông ấy cân đo chiếu lại chả biết ông ghi thế nào, ông rúi xuống như thế: xong rồi em đi về. Vừa cân đo thì nhắm mắt là xong, em đi về. Mình cũng ngạc nhiên và hơi hụt hẫng vì mình đang muốn khám qua hết các phòng để có đi mà để đi lính, mà ông này bảo xong rồi em đi về. Thế mình hơi hụt hẫng nhưng mà thôi cầm giấy đi về. Cháu vừa cầm ra đến cửa một cái đám công an cán bộ: ơ thằng này mày không khám à? Cháu rời cái giấy đóng dấu đỏ chắc của bác sĩ tươi cười đi về. Cháu mới xem đấy là ý Chúa, cháu tin đấy là ý Chúa. Tin ý Chúa rằng là gặp cái ông bác sĩ đó có thể ông ấy thương mình, không muốn mình đi lính, cho nên ông ấy bỏ xong rồi đi về. Thứ hai nữa là cháu đến vào cái giờ đó, cán bộ công an cũng như các bác sĩ nó khám nghĩa vụ quân sự, nó cũng muốn đánh chén rồi các bạn. Giờ đánh chén rồi. Mà nếu bây giờ cháu bảo cháu mới thấy trong một nó xét lại, nếu bây giờ khám cháu phòng đầu tiên mà khám sức khỏe đi lính, các bác biết là phải qua 10 mấy phòng. Các bác hiểu không? Nếu bây giờ vì một mình cháu mà tất cả cái dãy phòng đó mấy chục bác sĩ nó đều phải đợi hết phòng A mới đến phòng B mình xem lên thì là nó rất lâu các bác ạ. Và như vậy là chậm cuộc đánh chén của các bố. Cho nên cháu bảo không biết rằng là cái ông bác sĩ Ất, cháu còn nhớ là tên là ông Ất, không biết là ông y sĩ Ất này, ông ấy thương mình, ông ấy đóng dấu cho mình về để khỏi đi lính, hay là tất cả các bác sĩ đây cùng với ông này muốn không dây dưa khám mình, cho mình về sớm để các bố đi ăn nhậu sớm. Nhưng mà cháu biết một điều là Chúa quan trọng. Cháu biết một điều là Chúa quan trọng, không muốn cháu đi lính. Chứ còn nếu hôm đó cháu đến vào giữa buổi sáng là chắc chắn trúng tuyển đi lính rồi, như bạn cháu. Chúa không muốn cháu đi lính, mà Chúa muốn cháu đi
theo con đường khác. Mà như vậy sau này cháu ngẫm lại cháu thấy là sao? Cộng sản không muốn mình tu, Chúa muốn mình vẫn tu được, tu chui, không cần phép cộng sản. Cộng sản không muốn mình học. Thật ra Chúa muốn mình vẫn học được, học chui, không cần trường lớp cộng sản. Cộng sản không muốn mình khấn dòng trong tu viện chính thức, cuối cùng mình vẫn khấn được, khấn chung, không cần các cộng sản. Và cộng sản không muốn mình chịu chức linh mục, Chúa muốn mình vẫn chịu chức linh mục được, không cần phép của cộng sản, linh mục chung. Rồi cộng sản không muốn mình đi ngoại quốc du học, cuối cùng Chúa muốn mình vẫn đi được, đi chung. Mà cháu mới gấm lại, cháu mới thấy hay thế này các bác. Cháu thấy hay là cái chỗ này, cái mà cháu gọi là chui đấy. Cái chữ chui đó là chữ của cộng sản nó dùng, chứ không phải chữ của người công giáo chúng cháu dùng các bác ạ. Cộng sản mà làm cái gì không có phép của nó thì nó bảo là chui, các bác hiểu không? Cho nên cái chữ linh mục chui đấy là từ của cộng sản, cũng giống như cái chữ giải phóng đấy là từ của cộng sản, chứ không phải từ của mình. Mình nói vui vui vậy thôi, nhưng cháu nghĩ sao? Cái gọi là chui đó mới thực sự là tự do các bác. Cháu gấm lại trong đời cháu nó thấy đấy mới tự do. Mình không ân oán gì với chế độ cộng sản. Mình tự do, mình sống cái quyền Chúa ban cho mình. Mình tự do, mình giành lấy cái quyền con người của Chúa ban cho mình. Mình không ân oán gì với cái đám cán bộ cộng sản, với cái chế độ cộng sản. Cho mình mới tự do để sống, tự do để giảng dạy. Tự do, mình kinh nghiệm tự do trong con người. Trong cái hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, mình cố giành lấy cái tự do, tạo cho mình một không gian tự do đi. Và mình phải giành lấy cái quyền đó. Mình phải giành lấy cái quyền đó. Mình sẵn sàng trả giá mạng sống mình để giành lấy cái quyền đó. Và mình thấy mình sống nó có ý nghĩa. Cho nên cố giành cái quyền đó bằng lý, bằng lì, bằng liều như trong nói các bác. Cái nguyên tắc căn bản để sống với cộng sản là mọi thời, đó là để sống được với cộng sản phải biết 3L. Đó là lý, lì, liều. Thế có lý dám lì dám liều thì cộng sản nó lùi. Nếu nó không lùi nó cũng không lấn. Còn nếu mình không có lý, không dám lì, không dám liều thì nó lấn. Nó lấn một lần rồi nó sẽ lấn mình mãi. Cộng sản nó là như vậy, mềm lắm chắc chắn. Con sống phải, cháu phải dùng cái đó để giành lấy cái quyền làm người của mình. Đấy thì cháu nói nhân ngày 30 tháng 4, nhân ngày kỷ niệm 50 năm cộng sản nó diệt chủng đồng bào ở miền Nam, trong các thành thị, nhất là ở Huế, mình nhớ đấy. Hiện tại bây giờ dưới chế độ cộng sản nó vẫn đang gọi là thống trị đồng bào mình, vẫn đang giết chóc đồng bào mình, vẫn đang bóc lột đồng bào mình, vẫn đang uống hút đến tận xương tủy đồng bào mình, vẫn đang biến đồng bào mình thành con tin, vẫn đang gọi là sẵn sàng bán nước buôn dân để làm lợi cho cái tập đoàn cộng sản đó. Cho người Việt ở Việt Nam bây giờ sống rất khổ, sống rất đau thương, sống rất căng thẳng. Không ở đâu cháu đi qua các nước trên thế giới, cháu không thấy ở đâu mà con người ta sống căng thẳng, sống vất vả, sống nhục nhã bằng ở Việt Nam. Có những nước nghèo hơn Việt Nam, nhưng họ không sống căng thẳng và sống nhục nhã cho bằng ở Việt Nam. Lần đầu tiên cháu đi xe hơi từ Paris qua Bỉ sang Hòa Lan, cháu nhìn thấy đàn bò Bỉ nó Hòa Lan nó ăn trên cánh đồng, cháu nhìn nó ngôi nhà bò ở, cháu khóc cái gì, tại vì cháu là dân chăn trâu chăn bò, cháu biết, cháu thấy con bò ở đây nó sướng hơn con người Việt Nam, nó thanh thản hơn con người Việt Nam, xem cái cách nó đi, cái cách nó ăn cỏ, mình thấy nó thanh thản hơn con người Việt Nam, và mình thương con người Việt Nam, và mình cũng thương cái con bò con trâu ngày xưa mình chăn nó và mình đi cày, đúng không? Và mình thấy cái cách ăn của con bò con trâu mình chăn nó khác với cách ở đây, và mình thấy cái cách ăn đó nó rất vất vả, nó cũng giống cháu bây giờ. Cháu bây giờ nhiều khi cháu nhìn lại mình sống trong chế độ cộng sản, mình đã bị cái thói quen nó nhập vào, nó lam lũ, nó vất vả, nó khổ sở, nó ám vào cái thân mình. Cho bây giờ ngay dù mình đã đi tu, nhưng mà mình thấy cái lối sống của mình về cơ bản nó đã được định hình. Ngay cả cái lối ăn của mình, ngay cả cái cách đi lại của mình, nó vẫn còn cái hậu quả đau đớn không? Đấy thì nhân ngày 30 tháng 4 mình đúng là cháu nói các bác này, ngày 30 tháng 4 mình nhớ đến quá khứ, mình nhìn đến hiện tại để mình định hướng tương lai. Mình biết quá khứ, mình hiểu hiện tại, mình mới định hướng tương lai tốt.
con người ta sống được có ký ức và xóa bỏ ký ức, đó là cái tội ác khủng khiếp nhất có thể. Xóa bỏ ký ức của cá nhân cũng như của một cộng đồng, nhất là của một dân tộc, một quốc gia, đó là tội ác lớn nhất. Cái tội ác lớn chưa chắc đã phải là giết người, tội ác lớn đó là giết cả cái ký ức của con người, của dân tộc đó. Cho nên xưa nay người ta vẫn coi cái tội đốt xác là cái tội lớn nhất. Mà Cộng sản Việt Nam là tội đốt xác là một trong những tội lớn. Mọi thứ xách vào không hợp nó bảo là xách vào phản động, đốt. Xách vào nhà đạo chúng cháu, ở giáo xứ cháu, cháu nghe bố mẹ, bố nghe mẹ kể lại, bảo rằng là khi nó bắt cha xứ, nó giam cha xứ, nó đấu tố cha xứ, hai tuần nó giết chết cha xứ vào năm 66. Mẹ cháu kể chuyện, thì xách vào nhà đạo của cha xứ ở trong nhà xứ nhà thờ, nó gánh hết ra ủy ban, nó đốt, nó bảo đây là xách phản động. Sách nhà đạo đốt vào sách phản động còn gì. Thế thì đấy, mình nhìn thấy cái hiện tại nó đau đớn thì mình định hướng tương lai. Định hướng tương lai này thì các bác ạ, cháu này, cháu thấy Cộng sản Việt Nam bây giờ nó yếu lắm rồi. Hãy nói Cộng sản Việt Nam nó yếu lắm rồi. Về chính nghĩa thì nó không còn nhá. Nói thật là Cộng sản Việt Nam về chính nghĩa nó không còn. Mình thấy chính nghĩa nó không còn. Và chính họ, họ cũng biết chính nghĩa họ không còn. Chính nghĩa nó không còn. Và trong cái hàng ngũ cộng sản lãnh đạo đất nước Việt Nam bây giờ, trong giới chính trị từ cơ sở cho đến thượng tầng, từ hạ tầng đến thượng tầng, từ giới cán bộ ở cấp thôn xã cho đến giới cán bộ hàng đầu ở cấp trung ương, là trong cái giới chính trị cộng sản bây giờ nó đấu đá nhau khốc liệt và nó sẵn sàng giết chết nhau để nắm chức nắm quyền. Để mình nắm chức nắm quyền, để phe mình nắm chức nắm quyền. Đến cái giai đoạn này, Cộng sản nó thanh toán nhau khiếp lắm các bác. Những lãnh tụ Cộng sản hàng đầu nó thanh toán nhau khiếp lắm. Và nó đấu đá nhau khốc liệt lắm. Trước đây là phe Nguyễn Phú Trọng với phe Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ là phe Nguyễn Phú Trọng với phe Trần Đại Quang. Và trong những cuộc chiến đấy, những lãnh tụ hàng đầu của Cộng sản đã bị loại trừ. Mấy năm trước là Nguyễn Bá Thanh, các bác nhớ không? Tiếp theo là Phạm Quý Ngọ, các bác nhớ không? Và nhiều tướng tá khác chết âm thầm hơn, dù báo chí có đưa tin. Rồi bây giờ là cuộc chiến giữa Trần Đại Quang với lại Nguyễn Phú Trọng. Bao nhiêu những nhân vật hàng đầu khác đang bị đưa ra tòa, đang bị bắt, đang bị giam, các bác thấy chưa? Thấy Ủy viên Bộ Chính trị lần đầu tiên, Đinh La Thăng chưa? Tù chưa? Thấy Trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chưa? Thấy Thiếu tướng Nguyễn Văn Hóa, thấy chưa? Thấy một đại tá mới chết hôm qua chưa? Tức là đấy, cháu chỉ lấy bạn biết, các bác biết đấy, là sao? Trong cái giới lãnh đạo chóc bu của nó đang đấu đá nhau kịch liệt. Đang đấu đá nhau kịch liệt, nhân danh chống tham nhũng. Nhưng mình biết là nó thanh toán nhau để giành lại quyền lợi, để giành lại quyền lực, để giành chức, giành quyền, để có lợi, thế thôi. Chứ nói chả thăm, chống tham nhũng thật được không? Bởi vì chống tham nhũng thật phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng. Mà cái cơ chế đẻ ra tham nhũng là Đảng Cộng sản độc tài toàn trị. Nếu muốn chống tham nhũng thật thì loại trừ cái Đảng Cộng sản đi. Nếu muốn chống tham nhũng thật thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng trưởng Đảng ăn cướp, phải từ chức tuyên bố giải thể Cộng sản. Cháu mới tin. Còn bây giờ có cái đánh mấy ông kia bắt Trịnh Xuân Thanh à, thì có hại cho dân tộc của đất nước Việt Nam và hại cho mặt người Việt Nam nói chung. Bắt Trịnh Xuân Thanh, bắt Đinh La Thăng, bắt Nguyễn Văn Hóa, bắt Nguyễn Trọng Vĩnh và giết chóc những loại trừ những đối thủ chính trị. Cái đó nó phản ánh cái này đúng hơn. Loại trừ nhau để kiếm chức, kiếm quyền và kiếm lợi thôi. Mà nói cho đúng ra là thế này. Cái đám trước, cái đám Nguyễn Tân Dũng, đám Trần Đại Quang đó, đi ăn cướp của dân, đi ăn cướp của thiên hạ. Rồi bây giờ chúng ta ăn cướp của những người khác nhiều quá, túi nó to rồi, thì giữa cái đám cộng sản với nhau, nó khanh ăn với nhau, nó là quần ngư tranh thực, nó là bầy cá tranh ăn. Nó thấy đám kia cướp được của thế nào nhiều quá là đám này bây giờ lại dùng quyền cướp lại của nhau. Các bác hiểu chưa? Nó đánh nhau là để nó cướp lại những tài sản mà đám kia đã ăn cướp của dân. Nó là bản chất, nó là như vậy. Thế về chính trị mình thấy nó đang như vậy. Về kinh tế thì sao? Kinh tế Việt Nam bây giờ gọi là bị ngoại bang thao túng và bị các nhóm lợi ích thao túng. Ngoại bang đứng đầu là Trung Quốc thao túng, các nhóm lợi ích thao túng.
các cái tập đoàn tư bản ngoại quốc nó thao túng. Và cái nền kinh tế Việt Nam bây giờ phần lớn là tư bản ngoại quốc, nhất là tư bản Tàu, Đài Loan, Hàn Quốc nó thao túng. Thì nó mà thao túng về kinh tế thì về chính trị cũng như về văn hóa, cũng như về các phương diện khác, kể cả chủ quyền quốc gia dân tộc, các bạn thấy có nguy không? Các bạn thấy có nguy không? Bây giờ lệ thuộc người ta về kinh tế quá thì là cái chủ quyền quốc gia dân tộc nguy khốn. Cho nên về kinh tế bây giờ đang bị ngoại bang thao túng, và cụ thể là Tổng cộng, và bị các nhóm lợi ích của cộng sản. Các nhóm lợi ích đó là các công ty sân sau của đám chóp bu cộng sản và những các cái tập đoàn có làm ăn gắn liền với cộng sản cũng đang thao túng. Đấy là về kinh tế. Còn về văn hóa xã hội thì xuống cấp, chưa bao giờ xuống cấp như bây giờ. Mình không có lời gì để nói khi mình sống ở đất nước Việt Nam, thấy cái đạo đức nó xuống cấp, nó tha hóa, thấy cái nhân cách con người nó tha hóa, cái nhân cách của con người nó không còn, cái đạo đức nó suy đổi, cái nhân cách nó tha hóa, và nó dối gian khắp nơi, nó bạo lực khắp nơi, nó đàn điếm khắp nơi. Cho nói các bác, cháu đi nhiều nước trên thế giới, không đâu ăn chơi khiếp bằng Việt Nam. Thì cái gì Việt Nam nhất chứ? Thì cái ăn chơi trụy lạc Việt Nam đứng nhất. Thì cái gì Việt Nam bé, cái ăn chơi trụy lạc Việt Nam nhất. Và cháu mới hiểu tại sao cái giới ăn chơi đổi trụy ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, ở các nước trên thế giới, nó ăn chơi xa đọa thì nó cứ tìm đến Việt Nam. Cháu sang Thái Lan, Thái Lan nó ăn chơi chỉ có khu thôi. Còn cái đất nước Thái Lan nó rất hiền hòa và người dân cũng rất đạo đức. Còn ở Bangkok, Thái Lan nó ăn chơi chỉ có khu đèn đỏ đó và nhà nước quản lý. Chứ đâu có như Việt Nam là ăn chơi xa đoạn khắp nước, từ thành phố đến thôn quê, từ miền xuôi đến miền ngược. Chỗ nào cũng có những cái tụ điểm ăn chơi xa đoạn, chỗ nào cũng mãi dâm, chỗ nào cũng bia ôm, chỗ nào cũng cà phê ôm, chỗ nào cũng massage. Nghĩa là chỗ nào cũng nhà nghỉ, tức là bến đậu của những cái cơ sở mãi dâm, khắp hang cùng ngõ hẻm. Và ăn chơi xa đoạn đủ kiểu, mà lại là cán bộ ăn chơi thác loạn nhất, và con cái ăn cán bộ ăn chơi thác loạn nhất. Ấy thế mà báo chí cứ mở miệng ra lại nói là bắt chước cái gì, bắt chước thói ăn chơi của nếp sống Tây Phương. Tây Phương thật làm gì nó như vậy? Nhưng mà cái anh cộng sản, anh ấy không có can đảm, anh không có can đảm nhận lỗi. Đấy cũng là biểu hiện cái chế độ cộng sản là ma quỷ. Ma quỷ không bao giờ nó khiêm nhường nhận lỗi, cả ma quỷ nó rất kiêu ngạo. Cái chế độ cộng sản không bao giờ nó nhận lỗi. Ngày xưa cho đến lúc cháu vào Sài Gòn cách đây 30 năm, cháu thấy báo chí Sài Gòn viết thỉnh thoảng bắt được một anh tội phạm, nó vẫn còn với cái giọng đương sự này đã có tiền án tiền sự từ thời trước 7 năm, và rồi bắt đầu sao nữa, do ảnh hưởng, do cái tàn dư của chế độ cũ còn sót lại, do tàn dư chế độ cũ còn sót lại theo cái lối sống thác loạn của thời Lý Ngụy còn sót lại, cho đương sự đã xấu xa làm những việc ABCDF này. Thế bây giờ sau 43 năm, toàn giới trẻ ăn chơi thác loạn, toàn giới trẻ phạm tội, mà chưa bao giờ Việt Nam tội ác nhiều như bây giờ. Thế nó đổ tội cho ai các bác? Nó dậy từ bé, nó thống trị về truyền thông, về giáo dục, mà bây giờ công dân hư hỏng như vậy, nó đổ tội cho ai? Bây giờ thì hết đổ tội cho Lý Ngụy, nó lại đổ tội giới trẻ do ảnh hưởng của lối sống Tây Phương. Đúng là cái nền cộng sản nó bí hóa. Cháu không chịu được. Cháu phải nói đúng cái từ là cái miệng cộng sản nó đi qua. Mà nó, cái đó là thấy nó gian dối mà nó không có dám nhận sự thật, nó kiêu ngạo, cứ đổ tội. Mà cái đó nó chứng tỏ nó ấu trí các bác. Chỉ có trẻ con nó không bao giờ dám nhận tội, nhận lỗi. Còn những người lớn thật, mình biết lỗi lầm là bình thường. Con người tất có lỗi lầm và mình khiêm nhường nhận lỗi. Còn cái anh cộng sản cũng kiêu ngạo, không bao giờ anh dám nhận lỗi. Anh cứ đổ tội cho người khác. Và anh ấy vậy khiến cho công dân Việt Nam bây giờ, cho nói các bác ở Việt Nam bây giờ, đối với người dân Việt Nam, khi họ mở miệng ra nói được một lời xin lỗi là cực kỳ khó các bác ạ. Các bác cứ về các bác đây. Đối với người Việt Nam mà nói chung, ngay cả là người Công giáo, bảo họ mở miệng xin lỗi người khác một cái là cực kỳ khó. Đang khi mình sống ở Tây Phương, mình sống với nhau, một ngày chả biết bao nhiêu lần nói lời xin lỗi. Đấy, mình nhìn cái hiện trạng đất nước về văn hóa xã hội nó suy đổi,
về văn hóa sao? Bây giờ Việt Nam ấy, nhiều tiến sĩ, nhiều giáo sư, nhưng mà toàn tiến sĩ giấy. Các bác biết là bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật của Việt Nam xuống cấp hơn thời Việt Nam Cộng Hòa. Thời Việt Nam Cộng Hòa các bác bằng tú tài của các bác, bằng đại học của các bác được các nước thế giới nhìn nhận. Chứ thời nay bằng cấp của Việt Nam chả có nước nào nó nhìn nhận cả. Cháu ở Việt Nam cháu đã tốt nghiệp ở đại học ở Sài Gòn, và cháu học cử nhân ở Đại học Văn khoa Sài Gòn. Cháu tốt nghiệp thủ khoa đàng hoàng nhá, có bằng điểm đàng hoàng, bằng cấp đàng hoàng. Sau đó cháu học cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đến lúc làm luận án thì nhà nước đó, cháu không có đồng ý với cái ông giáo sư hướng dẫn, cho cháu không bảo vệ luận văn, cho nên không có bằng. Nhưng bảng điểm cháu rõ cao, bảng điểm các môn học rất cao, toàn 90 điểm. Thế nhưng mà cái luận án cháu không bảo vệ vì cái lẽ này. Là cái ông giáo sư hướng dẫn á, ông bảo thầy viết rất tốt, rất đúng. Đúng đó là như vậy. Tất cả luận án thầy giữ nguyên, thầy chỉ thay cái kết luận. Vì cái kết luận trong cái luận văn của cháu, trong kết luận là Việt Nam không có tự do tôn giáo. Và mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và giáo hội công giáo Việt Nam thông qua hội đồng giám mục, đó là mối quan hệ bất bình đẳng. Không có tự do tôn giáo là mối quan hệ bất bình đẳng. Trong kết luận như vậy. Thế ông hướng dẫn cho ông bảo vệ. Thầy giữ cái luận văn thế này, không ai cho thầy bảo vệ đâu. Cho bây giờ thầy giữ hết, nhưng thầy chỉ thay mấy câu kết luận. Là Việt Nam có tự do tôn giáo và mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội công giáo Việt Nam là mối quan hệ hài hòa tốt đẹp. Cháu không thể làm khác sự thật luôn. Thế cháu bảo thôi, cháu không bảo vệ, không bằng thì thôi chứ. Nên lấy cái bằng đó để sửa cái luận văn của mình đi theo ý nhà nước, rồi đời đời làm cái chứng cứ nói sai sự thật đó cho những thế hệ khác noi theo. Vậy mà lúc cháu đi sang Roma cháu đi học, cháu trưng cái bảng điểm của hai trường đó ra. Cái trường Đại học Giáo Hoàng Gregorian Nga ở Roma nơi cháu học, họ không có nhận cái bằng của cháu, họ cũng không có nhận bất cứ một điểm nào của cháu. Họ bắt cháu học từ năm thứ nhất bậc cử nhân các bác ạ. Cháu thấy có nhục không? Ở Việt Nam mình là tốt nghiệp thủ khoa, nhà trường có kế hoạch mời mình ở lại làm giảng viên trong khoa. Ông trưởng bộ môn đấy chia môn cho mình dạy ở Đại học Văn khoa Sài Gòn rồi. Đấy, thế mà mình đi sang bên Ý chứ chưa phải bên Mỹ, mà bằng mình họ không nhận điểm, mình họ không nhận điểm nào, bắt học lại từ ABC, có nhục không các bác? Có nhục không? Đấy, mới thấy là bây giờ đấy, văn hóa giáo dục của Việt Nam bây giờ nó khủng hoảng. Và bây giờ con cái cán bộ thì nó có tiền, nó đi tị nạn giáo dục ngay Toronto này, các bác thấy toàn người Việt Nam sang nhà. Các bác thấy không? Con người Việt Nam đi đâu giống thấy người Việt Nam nhỉ? Giới có của góp tiền đưa con nhà của Mỹ đi học, Úc đi học, Canada, rồi chuẩn bị từng bước đưa cán bộ nhà ta khi về hưu thì sang các nước tư bản giấy chết xong. Còn lại dân ở trong nước chết kẻ dân, người dân khổ kẻ dân tộc chết kẻ dân, đất nước chết kẻ đất nước. Cho nên mình nói cộng sản nó vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo là như vậy. Nó không nghĩ đến dân tộc và đất nước. Mình nghĩ đến dân tộc đất nước, còn cộng sản thì không. Nhưng mà này các bác bảo cháu nói 45 phút mà cháu nói chả biết bao nhiêu phút, chả có ai can cháu cả. Cháu nói hết. Bây giờ cháu bảo dừng là dừng thôi các bác. Thế còn nữa cháu không nói nữa, bởi vì cái câu chuyện Việt Nam nó là câu chuyện dài các bác ạ. Xin các bác thông cảm. Bây giờ mình thay đổi để cho ban văn nghệ đấu tranh tiếp tục hát những bài cổ của mình, rồi sau đó mình trao đổi tiếp các bác ạ. Cháu cảm ơn các bác.